Hello anh em, nếu anh em muốn giảm ping giảm lag khi chơi game thì hãy tải thử Gear Booster và đừng quên nhập mã Hanakoshi để nhận thêm nhiều ưu đãi cũng như ngày sử dụng miễn phí nhé. Tèo 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 tèo. Đây này, số 14 này, con tèo tèo tèo, trời ơi thấp thủ luôn. Mau phát. Vừa vô game ngay số 15 luôn. Oh, hello. Fuck. Trời ơi, vô ngay cái số hả? Quải đạn thiệt chứ. À, bạn luôn chị ơi. Lại gặp cả chị Hana này. Wow. Wow. Chú chip là dịch, chú chip là dịch. Là gì ấy? Nữa nữa, mới vô game chú hỏi con rồi. Mày là gì? Chú mới vô game chú hỏi con rồi. Có ám sát không ấy nhờ? Làm gì có ám sát đâu, mày nói. Không. Không có ám sát, không có. Con làm gì kệ con. Con là cái role rất là quan trọng với cái làng này. Con Hala này là vịt, giọng này là vịt, giọng này là vịt. Con Hala là vịt, chắc chắn luôn. Không tin nếu mà chú là cảnh sát trưởng chú băm con đi, chết hai luôn. Tao, tao là cảnh sát trưởng, tao đéo cần hỏi mày, tao ra băm mày luôn rồi. Thế con băm Hala. Con không trả lời, con là cái role quan trọng nhất cái làng này. Băm đi, băm gì mà băm, à nhớ. Mày đâu tìm, mày nói đi. Ba càng nhớ, ba. Tôi là thám tử. Wow. Tôi có thể khai ra mà một trong những cái con. Thôi không gì đâu, cái này không có nên tiết lộ với chú được đâu, con đâu có tin tưởng chú đâu. Em thấy cái xác ở chỗ lao bản mọi người ạ. Ui, chết nhiều đấy. Ở nhưng mà nãy Khải kêu khang suy gì đấy. Có chuyện muốn nói. Ủa, tao chết nhiều thế. Chuyện này thì cùng chứ người hàng loạt à. Biết sao không, chú Chip chú hay có cái thói quen là mới vô chú hay hỏi tôi là râu gì lắm. Tôi không trả lời là chú sẽ băm tôi. Là thấy cái hỏi đó đông lắm. Có giọng chú Chip với lại Hana ở đó nữa. Nhưng mà cái gọi đó mà tôi trả lời hoài vậy nha, mấy game sao mà tôi chú hỏi tôi không trả lời là tôi sẽ bị lộ. Rồi xong rồi sau đó là có Khang Suy chạy xuống. Giờ Khang Suy bị bỏ xác nè. Dưới đó có một xác. Xong đấu chém xong gì bọt rồi. Nãy tôi cũng nghe Hanakoshi kêu không, tôi chú thấy cái xác mà nghe tôi đứng gì một gì lúc luôn rồi xong rồi tôi mới đúng rồi hồi nãy chị Ali Khải nó mới kêu tôi đấy chú chip gì đấy à, bây giờ chị Ali chết. Anh ơi mình ra chỗ cũ có chuyện cần nói tí Khang. Tôi xác nằm đâu Khang, xác nằm đâu Khang? Ngay chỗ lao bản anh luôn người ơi. Không phải tao nhá, tao đứng cạnh Hana nha, mày hỏi Hana đi. Đúng còn cái chú là ghét. Cái gì cơ? Bị tiếng cầu không? Mày bị tuyệt tung rồi. Chú Chip, con chỉ đi với chú Chip thôi. Lừa. Mày không biết là tôi sao? Tôi sao? Vừa nãy đúng 10. Không, tôi học đúng 10. Đúng 10 mà, điên à, tao. Khang ơi, xuống chỗ, tao giúp mày lâu rồi. Nói chuyện cơ. Chú Chip có chỗ cũ chú ơi, thông tin quan trọng. Mình tin nhau mà. Ừ, tin nhau mà. Giáo hy vọng đâu nhỉ? Có cái thông tin rất quan trọng cần hỏi với chú Chip. Chú Chip đâu rồi nhỉ? Chú Chip ơi! Chú Chip đâu rồi nhỉ? Chú Chip, chú này. Chú, row 16 là có những gì chú? Thôi ông kia lên trên kia đi, tôi nói chuyện riêng với chú. Số 16 đúng không chứ? Đi, nhưng mà chú nhớ không? Tao không phải số 16 là hai người kia lên đi cho tôi nói chuyện riêng với chú cái. Lên đi. Không tôi bầm, không chú bầm đi, chú là dịch đấy. Chú bầm đi. Không nhớ, tao chỉ nhớ số 14 đừng có Khang thôi. Lúc đấy mọi người cứ focus số 14 à. Con số 15 có thám tử pháp y với kẻ đâu bám. Là nếu thì cho chú thông tin, cái thằng nào nó nhận đâu đó thì chú báo con. Sao mình chỉ cần confirm với số 16 là biết được những cái số không có rồi. Không chị à. Hay mấy người nhỉ, để đi. Số 16 nó không có thông tin gì đâu. Chắc chắn với chị luôn. 6 người. Không, tôi đây chiếc bộ kêu được không nè. Số 16. Chiếc bộ kêu à. Nhưng mà số 16 roll gì? Số 16 roll gì? Số 16 chắc chắn là chị. Ờ chỉ có đúng một đôi tiên nhân. Số 16 không thấy rồi đã nha. Không còn số rồi. Số 16 đúng. Không thấy rồi. Rồi vậy tôi biết là tôi biết là những cái role nào chưa có rồi chú Chip ơi. Thế là con biết hồi nãy mấy cái role con nói chú là những cái role chưa có đó. Tôi đóng cửa luôn.
Từ con ra nha. À, Kiệt này nó đi lẻ. À, Việt Carrot đi lẻ nè. Đâu? Chạy lên trên đây này, không có ai luôn, không gặp ai. Đây. Chạy từ tập bằng trên này dọc xuống. Đi chú chim nhỉ. Cái đéo gì? Không mà đi nào. Đi cùng mẹ tao đi. Đi ra thôi. Đi ra thôi. Về thì đi chung đi. Cà rốt này nguyên nghiêng, tôi thấy cà rốt này nguy hiểm lắm. Cà rốt này nó sao sao á. Cà rốt rồi. Chuẩn bị có sao tè. Cà rốt này tôi cảm giác nó có sao sao á anh em ạ. Này, em và bạn Khải vừa tách ra, nhau ra. Thì không dịch, không đất đó. Tự nhiên cái đi ngược lại thì em đi ngược lại. Thì em thấy cái xác của bạn em, bạn Khải. Kari là dịch đấy, nằm ngay cái thùng luôn. Bạn không dịch đây, lên mít đi bạn ơi. Mày là vịt. Sao bạn băm Khải của tôi vậy? Danh có một thông tin nữa nha. Một trong năm người chết là có một dịch đấy. Oh. Hai sabote không màu đỏ. Bạn biết tại sao? Bạn biết tại sao tôi? Nói đi. Rồi cho tôi nói được chưa? Anh em à. Tôi là quản tôi đi. Với một con mắt thần sầu, tôi nhìn là Carrot, tôi biết Carrot là dịch, anh em tin tôi không? Tôi là cảnh sát trưởng luôn, có ai nhận cảnh sát trưởng không? Lúc nãy đừng với Na ở dưới chỗ vào hầm không giết Na mà. Và cái lúc hồi nãy là bên đó là có Chu Chu bên đó, từ bên đó đó nhưng mà không biết có đi qua bển không? Ê, chém cái gì mà khoan nha, Khang Suy dính Khang Suy nói bạn chém Harry mà. Ờ, tôi đang la quảng ở dưới, tôi chạy lên mà xong rồi Khang Suy chạy từ phòng học chạy qua. Tại vì á, cái lúc mà tôi chạy từ trên xuống á, tôi đi Carrot chạy cứ một mình lẻ trên xong Carrot đi xuống thôi. Xong rồi Carrot dẫn tôi đi lên phòng thí nghiệm mà tôi Carrot cứ sao sao á, không đi thẳng chung với mọi người mà cứ đi ra đằng cuối xong cái đi vòng á. À. Nhưng mà tôi nghi ngờ bạn Carrot này lắm. Tôi rất là nghi ngờ, rất là quan ngại với các bạn Carrot này. Để ý đi một mình từ trên xuống dưới xong rồi đi lên trên cứ ấp a ấp úng, xong rồi mọi người đi thì cứ đi đằng sau, xong cái bắt đầu đi tách lẻ ra, xong cái tôi lên thì lại giả vờ cái đi chung với nguyên đoàn. Tôi phải đi tìm cái chỗ với Danh. Danh chỗ đi rồi tôi nói chuyện với Danh. Ơ, Danh là gì đấy? Ê, ở đây có người á. Dạ. Ở đây có người á. Danh kỹ sư đúng không? Danh biết Casabote đâu không? Không, có một dịch chết rồi. Sabote dịch chết làm. Khoan, với một cái thông tin tôi chơi với Danh rất là lâu rồi á. Danh mà kiểu làm cái gì sai phạm hay là cái gì đó thì dắp là lắp bắp giống như này lắm. Trời ơi, không có. Hôm bữa Danh hey, cũng là nhưng mà sát tôi, trưởng nhưng mà, cái... nhưng mà tôi vẫn chưa biết rô chú Chip là gì. Chú Chip không chú Chip giấu với tôi nhá. Nè, từ nha. Hồi nãy á, cái xác mà ở cái round đầu tiên á là tới 3 xác. Game này không có pháp y với kẻ đâu bám một tí, ai mà nhận là báo luôn. Đi Khang Suy, đi Khang Suy. Tôi nói cho mọi người nghe. Từ đi, để cho hẳn đàn bà đi cái đi. Từ Đi đây cái đi, tôi nói chuyện riêng ba người đấy. Biết tại sao tôi biết Khải nó chết không? Sao vậy? Tại tôi với nó là đa sốc đấu. Tôi chưa bấm nó nữa, tôi nói là ê, để tao làm nhiệm vụ đi, xong rồi tao mày va nhau. Xong rồi nó cút luôn mà. Từ nha. Chú Chip đâu? Chú Chip bị nuốt à? Hay chú Chip bị băm rồi? Cái ông đó kìa. Ông đó là người giết người đó. Hả? mình dạ, muốn té đâu không, 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 không test không, tụi tôi biết nhau là gì rồi không test. Lỡ mày Khang Suy là dịch xong có ai biết Thị Na là gì không? Có ai biết Thị Na là gì không? Khang bà Dada không đâu à? Khang bà Dada à? Không, đi Khang ơi đi xuống. Đi Khang là Dada đây, bấm Khang đi. Đi tìm là tuông. Ốc Carrot nè. À, sao lại cho Khang gì ta? Đừng không nhìn ơi. Không nhìn ơi, đừng. À,
vì để cái làng này được sống thì táo đã vừa băm con Dada xong rồi. Chúng ta đã mất thêm một cái người nữa. Đấy, thằng nào vừa kêu cảnh sát trưởng nhở? Không đứt cái chú. Chú bảo là Fancy cảnh sát trưởng đấy. Ừ, nó bảo là nó cảnh sát trưởng mà. Không, nó Dada đấy. Thì đấy, thì tao đưa thông tin cho thằng nào vừa xem nó đúng không? Đúng. Ủa, khoan, Thị Na ơi, Thị Na là gì vậy mà tôi thấy Thị Na đi lẻ, Thị Na? Không, cô Đất biết Thị Na là gì? Thị Na là ngỗng. Thấy mẹ ông lộ gì nè. Ủa, thấy Carrot là gì Carrot? Khách của ba, chú ý ơi. Hả? Thứ ba. Ok, chim bồ câu, chim bồ câu. Mày chết. Vô đi. Chim bồ câu chết rồi. Có sống bồ câu cơ. Nhưng mà có chơi đâu, tôi có chơi đâu, từ lúc giờ có đi hết thì ai đâu mà. Không, cũng như nhau à. Ông không chơi thì tôi vẫn vót. Vót lại chơi. Nhưng mà sao lại vót? Không chơi thì chết. Tôi. Nhưng mà tôi không hết thì. Ủa cho một câu chơi hả? Ủa đâu? Có cho cái đâu nhưng mà ông này không đốt tổ, ông này toàn đi ở ngoài lây thôi hay sao ấy? Bình thường vẫn chơi bồ câu mà. Chơi được nhưng mà kiểu không được đi lây thôi, không được đi lây nhiễm được. Tôi còn lây đâu. Đi nốt thôi, ông này đứng ở ngoài mà. Ok, câu coi như là có mở cái chức năng đi hách xì thôi mà không cho người ta đi lay người sao chơi. Làng này ngộn thiệt. Ừ, chơi được nhưng mà không cho lay thì có khác gì không cho chơi đâu. Là sao ấy? Diana là gì? Tôi á. Số cuối. Tôi số cuối tôi biết râu nào. Không phải tôi số 16 nhưng mà tôi biết cái râu nào là không có. Mọi người ơi. Cá rốt không phải là chim bồ câu. Chim bồ câu là sẽ có 10 giây để chui được vô thùng. Nhưng mà vừa bắt đầu ra, cà rốt chui vô thùng liền luôn. À, vậy thôi. 10 giây rồi mà bạn. Say bye bye. Nhưng mà tại sao không dễ cảnh sát trưởng làm việc? Danh 10 giây rồi bạn ơi. Danh là kỹ sư, danh công 12 giây thì làm sao mà cà rốt còn chui vô thùng được? 12 giây rồi. Anh em 10 giây rồi. Chưa, tôi còn hẹn số 12 mà. Vừa gặp ông chạy chui vô thùng liền. Ông xưa cô tao hai mấy giây mà. Tức ấy. Cái râu thám tử này phải đợi tí xíu. Xin mời có vật giết nhau mới đi chắc được. Ôi cứ vô chơi chắc đi. Nên là mình cứ nghi ngờ ai thì mình sẽ để từ từ rồi mình mới check. Bây giờ mình check đầu round thì sẽ không giết người. Mình sẽ không check được lần thứ hai trong round. Bây giờ mình phải từ từ đã. Nhưng mà mấy ông này cứ rung chuông hoài. Không mọi người check để ý được. Carrot thôi. Dần trời skip ơi, nữa hả? Trời ơi thì ý là ủa? Chắc là phải đó. Để đi để cảnh sát trưởng xử lý đi. Để cảnh sát trưởng. Ok đây. Bây giờ tôi vẫn chưa biết đâu mọi người, tôi chỉ biết Carrot với cả Thị Na là ngỗng. Nhưng mà nếu mà là ngỗng ngu ấy thì tại sao lại đi lẻ như vậy được ta? Có cái gì đó nó sai sai ở đây. Ngỗng Canada thì đi lẻ được. Quên. Thôi cũng tạm tin Thị Na một chút đi. Bây giờ còn chú Chip là chưa biết role chú Chip là gì. Chứ mà sao không thấy ổng ta, ổng lâu mất tiêu rồi. Cái xác của Carrot ở kho, cảnh sát trưởng chém à? Đúng rồi, cảnh sát trưởng chém. Danh kêu Na ơi, khoan rồi. Ây na. Na không nghe thấy. Nhưng mà mọi người đi chơi đi làm nhiệm vụ thì mọi người ra gọi luôn đi mọi người. Chú Chip là gì chú Chip? Tao á? Tao là tinh linh. Số mấy? Không, đừng hỏi số. Hỏi thế thôi, hỏi mọi người. Game này đã không, game này không có tinh linh. Tôi đã lừa được một con vịt. Tao mình biết không có tinh linh. Hỏi là sao? UC. Con số 15.
tại số 15 thì liên quan. Lúc đầu ra con nói với chú nha, chú ơi, có những cái role này là không có trong này, game này. Mày phải số 16 thì mày mới biết là có cái. Nhưng mà số gì chứ? Nhưng mà số 16 là tình nhân chú. Đúng rồi, số 16 nó có một cái role tình nhân thôi chú. Không còn role nào khác. Đâu? Làm gì có tình nhân? Có chứ mày. Tao biết có tình nhân. Tao đã lừa được một con dịch. Có. Tao biết được. Có. Hả? Tại vì ấy, cái lúc mà số 16 chọn số ấy. Tầm chú đi. Không có hiện ngẫu nhiên hay là. Đấy là ngẫu game thôi. Không tính. Sao lại lỗi game là không tính là như nào? Ý là cái mà 16 mà chọn tình nhân á là cái icon nó sẽ bị để trống á chú. Lỗi, đúng rồi. Bị lỗi á. Sao không vote chú Chip? Chú Chip là dịch mà, tôi lừa chú Chip mà. Thật ra là tôi không. Ê, nó nghe nè. Thật ra hồi nãy á, thật ra số 15 không có tinh linh. Nhưng mà tôi cứ lừa chú thế để mà tôi coi cái thằng. Tôi coi chú có bị lừa tôi lừa không. Dù mà chú chạy có thì mình cũng biết chú là gì không, mà test chú thôi. Mình test thôi, nhưng mà trông chú có vẻ giống vịt thật. Thấy không? Để test thử Hana nhé. Rồi, đạp xác rồi, cuốn nó chú Chip đi. Ông là giật thiệt. Ông là giật thiệt. Còn gì để chói cãi không? Chú Chip là vịt mà. Không phải tao là vịt, tao không phải là vịt. Em tao ơi, là tinh linh. Tao lao chém chân ấy chứ. Chip cho chú Chip đi. Chú Chip, sao Chip nha. Chú Chip đi chém Hana không... đi. Đúng rồi, không phải tao đâu. Skip ấy, skip bỏ qua đây. Để tao đi tìm con Hana, tao chém, tao hiển đầu nó. Cái gì trời nữa? Trời, skip qua nha. Thám tử lầm danh gì rồi, chú muốn gì nữa? Thế. Mình phải tham vọng bạn đấy. Nếu mà chưa em game là còn Hana nha. Tại đầu game. Cái gì? Tôi đã nói tôi thám tử rồi mà. Đúng rồi Hana. Thám tử cái gì mày? Thôi giờ không tin thì thôi, không tin thì thôi, tôi nói gì mà anh em không tin thì thôi. À, chết, vót thiệt. Trời ơi, tôi số 15, tôi là thám tử mà. Ủa? Đừng có ủa nha, tôi là... Ok, tôi là dịch nhầm, tôi là thám tử. Giờ làng còn 6 người, chú 7 thì bị disconnect rồi. Làng ơi. Nghe tôi giải thích. Tôi là dịch làng. Tôi là thám tử. Thật, mọi người bình tĩnh nha tôi. Tao đã bảo con này con Hana. Trong khi chú Chip là cao thủ, mọi người không vote chú Chip đi. Bây giờ để chú Chip còn sống nên chú dí ngược cho tôi cái làng này bị sao ấy. Tôi là thám tử, tôi legit cái làng này từ đầu tới bây giờ rồi. Như chị Na bú Kana sao á. Vote chị Hana đi. Ok thôi, anh em đã. Vote con Hana đi. Còn 2 vịt 1 bốn. Ok thôi, mọi người thích thì vote thôi, tùy thôi. Không tin thì thôi. Ok. Mọi người thích thì vote thôi. Thích thì vote thôi. Ok, vô trời ơi, ơi, cái làng này không có tính ra từ đầu tới giờ mình. Tao vô Hana. Tính ra cái làng Hana thiệt luôn á. Chịu luôn, tính ra tính ra cái làng này từ đầu tôi đã đi chung với nhau, tôi có giết người đâu mà nói tôi. Làng này quỷ với. Còn dí rồi. Chết nhảm ghê. Chết nhảm ghê luôn. Hai kia dí chết nhảm. Một cái chết không có lý do. Một cái chết rất là nguy hiểm. Tình nhân gì thế, dí Hana thế thì tình nhân mình cũng được. Trời ơi, cái làng này quỷ thật sự luôn á. Để một con dịch cao thủ nó xoay bài lại. Không hiểu luôn. Con dịch cao thủ có hai con tình nhân bảo kê kìa. Tình nhân gì thế để tình nhân thắng mà. Rồi xong, ba người đứng chung.
Còn ai vào đây nữa? Vào đây nữa. Còn đố chú vừa có hiện tượng gì xảy ra đấy? Chú chip. Chú chip. Cái làng này nó quỷ quá anh em ạ. Em từ từ. Đi chung với nhau từ đầu tới đúng cuối rồi, rồi mà vẫn bắt mình là tao không biết, tao không biết gì, tao đang ở cổng di chuyển mà. Ờ, cái gì? Chỉ là chú không biết gì luôn. Người nổi tiếng nhất chưa chú? Người nổi tiếng vừa chết xong. Hỏi gì? Đúng vậy. Vô thành chân ơi, vô thành chân ơi. Thế là thành xanh à? Ờ, thành chân. Trời ơi, cái làng. Không, thành xanh chưa? Thằng thành bạch ơi. Thằng đắc hay sao ấy? Không, thành chân. Vô thành danh à? Chú. Vô thành danh rồi đó. Ủa? Đúng rồi. Thôi xong game rồi. Ủa? Chạy nhanh rồi, bị gì lung chuông sao? Bỏ win rồi mà, win rồi. Win rồi, sao? Cho chú sống bên cuối á. Chú bị tình nhân dắt kìa. Chú bị tình nhân dắt rồi. Tao biết là chúng nó tình nhân rồi. Nhưng mà tìm bạn tao phải sống chứ. Nhưng mà ai tắt đèn vậy? Phải chuông chứ. Đèn gì? Mọi người à, ra coi là giùm tôi là cái gì đi. Mày là gì thì mày vẫn chết thôi. Cái chip là cầu thủ mà không ai vót luôn. Không vót lên đầu để tao không ấy chứ. Cái mic của ai mà ú. Đúng rồi, và đấy vót tình nhân sao thắng được. Làm ơn cho tôi xin con bồ nông đi, tôi phải nuốt con chip đi mới được. Đừng chào hỏi gì tôi, xong giúp tôi. Cà rốt nó giết chị đầu tiên á. Ừ. Ủa em không giết chị nhá, em giết cái ông màu trắng mà. Không có đâu. Nó giết chị rồi. Ôi sao nhiều rôn thứ ba vậy? Holy fuck, năm rôn đầu kìa. Rồi xong, khỏi chơi luôn. Nãy giờ mới được chơi game á. Nãy giờ mới được một cái rôn quan trọng từ ngày hôm qua tới giờ mới được chơi dịch á. Ooh. Hello baby. Thì gặp nhau cũng là cái duyên rồi, mình kết nghĩa anh em đi, cắt máu ăn thề đi. Double Na luôn. Na là gì đấy? Chị Na là gì đấy? Chị Na là gì đấy? Na là bồ câu. Bồ câu á? Thế danh là gì? Thôi, được rồi, khỏi đích. Cao thủ nha danh. À, đi gặp chú chip. À đây rồi, Hana. Cái gì? Cái gì nữa? Mày là gì vậy, Hana? Mày là gì đấy? Đi làm nhiệm vụ vội thế? Đắng thua. Được, con là gì cả à? Con có ống siro với chú được. Mày là gì? Không được, chú đừng chơi hỏi rô trước được không? Chơi chị không chơi được. Mày là gì? Mày là gì? Nói đi. Thế chú băm con đi. Mày là gì? Ngào tỷ hận đàn bà kéo xác nhé. Ủa? Ôi, Hana rồi. Từ từ, tao là cảnh sát trưởng, tao băm Hana, tao không chết. Đúng luôn, đúng. Con chứng kiến chú băm. Rồi, em thấy điều đó, nhưng mà anh có chắc là cảnh sát trưởng mà là cái gì? Tao là cảnh sát trưởng thật, real. Ừ, từ từ, tao lại có ám sát không? Đéo có ám sát đúng không? Không ăn, không. Đéo có ám sát. Đéo có ám sát. Đéo có ám sát. Từ cho em nói cái. Còn thông tin. Ai kéo xác. Anh đánh bà. Vốt rồi. Từ từ. Cho em nói. Ngáo kênh kênh. Đứng dưới. Nói đi. Từ từ. Ngáo là kênh kênh. Trời ơi, ngáo vào chặt. Thật ra là tôi biết chú là. Chú hỏi tôi râu gì. Xong rồi chú cứ me me tôi là tôi biết là chú là sẽ có một cái chức vụ gọi là băm người rồi. Xem ai ngáo. Nhưng mà bây giờ mà tôi không trả lời thì chú cũng băm. Mà tôi trả lời một cái râu gì đó chú cũng băm. Đúng không? Sao lại skip chị? Tiên thân mình bà đã sát mà. Ủa tại sao lại skip chị? Mình là dịch, mình còn mình là dịch mình. Tức là mình không tư thù cá nhân luôn. Mà chú chơi chú gì? Chơi. Dạ chip. Trời ơi. Nhưng mà chị á cô. Chú chip, chú biết chơi game không? Tao biết chơi đấy, tao chém chết vì tao. Tao biết chơi đấy. Chơi gì đâu mà chơi dịch gì đâu mà hỏi đâu người ta đầu game xong băm ta luôn rồi sao trời.
Chưa chơi được không? Trời ơi, tao bấm chết vịt đây. Mày người ra cảnh sát chơi không? Chưa gì trơn á chị Ali, chưa gì trơn á, vô hỏi mày là gì cái tự nhiên người ta kêu không không lộn đâu, cái tự nhiên bấm người ta. Hỏi bấm ngôi bây giờ bồn cảnh sát chữ hay chết hay là mày chết? Thật. Chú nhớ đó, mày chú nhớ đó, chú chép bà lần sau, lần sau con mà là dịch con không bao giờ con tha cho chú luôn, con gặp là con băm chú luôn. Băm đi, băm đi. Chú vô đây. Chú ra phòng học đi. Nghe em nào, con là dịch con hẹn chú ra phòng học liền. Vậy là game này là dịch. Vậy là game này là dịch. Má chú, lại còn số phế nữa. Số gì? Phế nè. Chú giỏi, chú đi một mình đi. Ừ, tao đi một mình đây. Cay, cay. Chú giết ngay cao thủ luôn mà. Không cay. Không. Im thôi, không cay. Chả thêm cay. Không cay nhưng mà ừ. Chả thêm cay nhá. Không cay nhưng mà nó tức. Nhưng mà nó tức đúng không? Chú ơi. Không tức đúng không? Không tức nhưng mà nó ức. Chú ơi. Chú nhớ chú đấy. Suốt ngày bắt nạt thì chú. Chú chỉ bắt nạt được mình con thôi. Được rồi. À, chị Ali với con là chị hai chị em. Cay thế nhờ. Chú chip đâu rồi? Ô, tùy nhờ ơi. Chị Ali ơi. Phải nhịn phải nhịn mới được. Không thể nào mà tự nhiên vô băm luôn thì được. Phải đợi ông sống thêm một tí nữa rồi băm ông luôn, cho ông biết thế nào là tận cùng của thế giới. Tôi trốn không là ông lại hỏi tôi lâu gì nữa anh em à. Phải trốn trước. Chú chép và đi ngang một cái này một cái là tôi băm luôn. Tôi lè, tôi trèo ra tôi băm luôn. Quá. Còi bút Canada rồi. Rồi xong. Chắc là chị bút Canada. Chị gái của tôi đi rồi. Đến là Canada. Đang vừa gặp, đang gặp ai đó đúng rồi luôn mà. Chị bút rồi. Dân vừa mới gặp đến này. No. Cái này nhưng mà chị mới đứng trong cái cổ đất mà. Sao bằng được. Alo. Chị Ali mới đứng trong cái cổ đất mà sao bằng được. Nhưng mà đến. Đến hai vị em bút Canada. Bây giờ tôi sẽ không bao giờ tôi lộ râu nữa. Nếu mà bây giờ tôi mà lộ râu hoài, sau này nếu mà tôi làm dịch mà tôi người ta hỏi tôi né tránh là người ta sẽ nghĩ tôi, người ta sẽ nghi ngờ tôi. Nên là bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không lộ râu đầu rau nữa. Tôi sẽ để cuối game tôi mới lộ, hoặc là tôi lộ với những người thân quen của tôi. Ai làm chứng cho chị? Em đang đứng ở phòng học với một người vừa đứng ở đó nữa. Em, cái em vừa đến. Ừ, đang đàn bà. Nhưng mà ở đó là đất của kêu mà. Nhưng mà đấy tôi có đất kêu ở phòng học mà, không thấy sao chị ơi. Các cao thủ chỉ có thanh danh thôi. Không phải gì sang thanh danh. Ủa? Tại thanh danh đi cổng tele này xong vừa ra gặp đét chém luôn. Cổng tele nè nè cao thủ đúng không? Thì đét danh vừa gặp đét ở bên chỗ phía phòng học, danh đi quay gặp Khải luôn. Xong rồi bây giờ hận đàn bà bên chị Ali thì hận đàn bà đây là chị Ali có thể là chị đang đứng với hận đàn bà mà. Làm sao mà chị giết được? Rồi, rồi xong chị gái rồi, mất tiêu mất rồi. Nhưng mà rõ ràng là lúc em thấy chị Ali đi sang là chị đi một mình chứ không phải đi cùng với người. Có ý cũng chị đã bảo là chị không thấy xác, sau đó chị đứng. Anh đi ra phòng học. Mọi người ơi, thằng Dad không phải núp đã, không có gì quan trọng hơn cái việc núp đầu rau cả. Mắc công ông hỏi nữa, ổng lại hỏi nữa. Đừng đi theo tôi, tôi muốn ổn định một mình. Đã là xong rồi gì có luôn đúng không? Hà là gì đấy? Cái gì? Ấy, tại Hana là gì đấy mà khó hiểu thật sự. Chưa vậy chân vô rao cái đã hỏi người ta là cái gì rồi. Dân phòng ngồi nói tiếng pháp y à, còn kẻ bất. Thế sao kiểu con. Ui, cần win. Bây giờ tôi gặp chú chip ở đâu tôi bầm ở đó, tôi chỉ cần chú chip thôi. Không cần win luôn. Thấy không? Bây giờ tôi mà đi bầm target một người anh em kêu tôi tư thù dùng một game, tôi tư thù cá nhân. Chơi vậy chơi không hay. À, tôi mà không tư thù cá nhân như ra vừa rồi thì anh em kêu tôi chơi ngu. Khó hiểu thật sự. Alo, em cảnh sát trưởng, em chém thanh danh rồi. Và anh em tác ăn sát. Tôi chơi sao kệ tôi không cần win round này luôn.
kỹ sư pháp y ngồi nói tiếng văn phòng là còn tinh linh báo thù theo tác màu đỏ cho em nói bạn đặc biệt mà đã lộ như thế rồi thì thôi tôi xin nói luôn chị Ali với cả Hận Đàn Bà là hai con vịt. Chị Ali là chém chúng Canada tại vì chị Ali chém một phát một giây sáu bú luôn. Còn Hận Đàn Bà bênh sao bạn lại dí gần cái chơi kiểu gì vậy? Thằng Net lúc ấy không phải là tôi nói thằng Net không phải Canada không phải chị Ali đâu. Net là để tôi nói luôn nhá. Net là tổ tiếng thế nói luôn. Net không phải Canada phải không nhỉ? Nhưng mà tôi không gặp chú. Chú đi đâu ấy? Còn theo các anh sát tôi không gặp được bạn. Hả? Rồi, dạo này tôi không cần núp nữa, tôi đi tìm luôn. Dead là ôi vô ga, tôi gặp cái Jeep là hả? Dead đầu tiên là Dead khai vũ hả? Dead là Canada, chị Ali cắn phát bú luôn mà. Chú là Dada. Nãy mà không có tê. Chị vừa chém cái xác trên cái vùng với Hana mà xong em phải Ali đâu. Con Hana đấy. Nổ, 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 nổ. Jeep xanh nữa này. Ở Jeep nha. Trời ơi, không phải nãy như thế. Trời ơi, nếu mọi người can can. Nếu chị Ali với cả Đàn Bà mới là vị kia. Thì ai bảo là hàng xương kìa mọi người. Chú đã sống quá lâu rồi. Anna có súng không Anna ơi? Ơi, cái gì? Tôi á, tôi không lộ râu nữa đâu. Tôi mà lộ râu mấy ông dí chú chip dí tôi nữa, tôi sẽ để râu tới cuối cùng. Tôi lộ với một người thân yêu rồi. Một có một người biết râu tôi là gì rồi. Gì đấy, thằng đàn bà gì đấy. Cảnh sát trưởng Rio, trời ơi, người nổi tiếng chết râu đầu. Thôi, đừng đi theo tôi, đừng đi theo tôi. Đừng đi theo tôi không biết gì hết. Chú chip đâu rồi nhỉ? Chắc là chui ở trong hầm bên trái. Chắc là chui trong hầm bên trái. Để xem coi. À, hay da, chết chú chưa? Bất ngờ chưa chú chip? Tôi để cho chú sống lâu rồi đó. Quá trời. Tao đã bảo con Hana là vịt tại còn. Con thấy Hana đi cổng tê le rồi mà cái không trả lời hết. Tuyệt vời quá. Tôi không còn với ai hết, tôi chỉ với chú Chip thôi. Em không tin chị nữa. Ủa? Quả đấy trời ơi, Hana kìa, trời ơi, Kana kìa. Thật đàn bà cứ banh cơ, đã bảo là đấy là Kana rồi. Quả đấy người ta không thấy xác. Không biết được, tại vì không có xác. À, chị giết nhưng mà chị chạy xuống đây có thằng đàn bà, cho nên là thằng đàn bà không biết, hiểu không? Chỉ là người được yêu trên đầu, nhưng xong Kana giống theo mà. Mình có thể từ từ được không? Mình đưa tới nhà xác. Yes. Chưa, nó rẻ quá. Chẳng mới đây, tôi sống sắp chết rồi. Chị ơi. Có 15, 16 đấy mọi người ạ. Trời ơi, chú đã đáng mà chú nhận Kana cứu chị Ali luôn. Ôi. Thế thì chú là gặp con luôn. Trời, chú chờ đúng rồi mà. Chú chờ đúng rồi. Thế thì chú gặp con luôn, chú Chip ơi. Chú chờ đúng luôn hả? Sao nhắc chú kiểu. Chú bị ai chém vậy? Để con cho chú biết tích nộ là như thế nào. Hana chém. Ta đang đứng trên cái xác để tao chờ mọi người đến. Nhưng mà hóa ra nó đến à. Chết tờ phế rồi, bây giờ chỉ có đi bú xác thôi. Bây giờ phải làm sao bây giờ? À, chú. Mày là gì? Đấy thấy chưa, biết ngay mà. Mày là gì? Con không lộ râu đâu, con không lộ đâu. Bây giờ con sẽ đợi cuối rau con lộ. Chú đừng hỏi con. Mày là gì? Bây giờ chú hỏi con không trả lời cũng chết. Bây giờ trả lời cũng chết. Chú ơi, con xin tuyên bố một tin rất vui cho chú.
Hana là kền kền. Đấy thấy chưa? Đấy, trời ơi, kền kền rồi. Chú là giết Hana. Hai một, hai một. Hai một nha. Tình đi. Ok. Tỷ số là 21. Like it. Họ có thể bú được hả? Sao mà có thể chơi được 2 round mà là cảnh sát trưởng liên tục trời. Anh ngáo ơi, ra hỏi cái này cái. Được rồi. Nếu mà chú đang không muốn gỡ cái rối này rồi thì ok, con sẽ chơi với chú tới cùng. Mất một viên đạn rồi. 5 minutes later. Yay! Con kèn kèn, con kèn kèn đói vãi cà biu. Kèn chết đầu không muốn được xác nhận hết. Được rồi. Con kèn kèn này ở năm 1945 này. Ông thần danh bị tôi làm vậy. Số hiện tại là 21 đi chơi. Tí chú tiếp nha. Mọi người bắt đầu cập nhật số tình số tiếp chưa? Hana ơi. Hana. Chú cứ đợi đấy. Chú cứ đợi đấy, chú cứ đợi đấy. Chú cứ đợi đấy. Có gì ăn à? Mày về đấy, mày không có gì ăn à? Chú cứ đợi đấy. Chú cười nốt lao này đi. Vô vô vô. Vô mọi người. À. Cảm ơn, cho tôi cái rô bồ nông đi để tôi nuốt. Chú ơi, bây giờ mình muốn giữ tỷ số, mình chọn kỳ thư một câu mình tốt. Đúng rồi. Mà không, mình lại chọn cảnh sát trưởng luôn. Dạ, nhà phòng chứ, nhà phòng chứ ơi. Người con kẻ cặp lặng đấy kìa. Gặp em luôn, không nói nhiều. Gặp là bú luôn. Khải, có gì tí nữa tôi chết thì hãy nhớ tới tôi nha Khải. Ủa hả? Là chết dữ chưa? Ở đâu gì đi Khải? À, người báo thù. Không công nhận. Ôi, còn Hana đâu rồi? Ê, uầy! Hana! Hana, mày là gì vậy Hana? Uầy! Uầy! Mày là gì đấy? Mọi người ơi, em hết xác ở phòng thí nghiệm bên phải. Hai điều. Hana nói gì đây? Cho Hana nói đã. Mọi người ơi, em hết xác ở phòng thí nghiệm bên phải. À. Chú bảo chú Canada. Rồi, bó thôi. Hai điều. Có gì sao bó em? Như vậy sao bó? Phải 3-1. Không được, hai điều luôn à. 3-1, đốt Canada. Là người báo thù có ai nhận người báo thù không? Em là người báo thù có ai nhận người báo thù không? Em đây, hay em đây. Em người báo thù. Chú Phát, chú Phát. Tôi là người báo thù. Tôi là người báo thù mà chú. Tôi là người báo thù mà. Sao mà 3-1 được? Hả? Sao mà 3-1 được? Chết thì chết chung chứ sao mà 3-1 được cho chú? Chết thì chết chung. Chết thì chết chung thôi chứ có gì đâu. Chết thì chết chung nhưng mà sao tôi lại chết chung? Trời, sao chú lại là Canada được nhờ? Tao là Canada thì mày mới chém được tao, chứ tao không phải Canada thì mày chết lâu rồi. Canada đúng chú mà, đâu phải chém không? Này,
Thôi để em no cho, để em no cho. Ok ok ok. Cho đi chú ơi. Nhưng mà mình có anh no án ở không vậy? Có tao no án rồi nha. Anh cắt khác tôi chết. Có tụi thù cá nhân không? Ok. Thế mà mày nhận mày thua đây. Không, con không nhận con thua. Sao còn lại con phải nhận con thua? Được rồi, được rồi. Nếu mà chú không Hana đang thua. Em mày có thua không? Con không. Một là chúng ta hòa, hai là một sống một chết. Hai là chúng ta. Ôi da, đợi làm gì không nhiệm vụ cái coi. Chả biết tin chú chip được hay không. Ông chú cứ sao sao, chú cứ lùa lùa thế nào ấy. Em đắc là gì đấy? Nè, tôi tin em. Hả? Em là gì? Em là gì? Em ngụm ba gan, em ngụm ba gan. Còn hai râu gì chưa có? Cảm tử về thay đầu. Lady and gentlemen, Bơ vừa chém người trước mặt tôi ạ. Ai? Ơi, bạn tôi ơi, người trước mặt tôi là sao? Ủa? Là thằng đàn bà nó chửi gì tôi? Chém trước mặt cháu chú ạ. Bạn chém một cách dã man, một cách không thể nào tả nổi chú ạ. Ờ thế chào chân tôi đấy. Đây là tôi bảo. Đây, có tàng hình nha, có tàng hình nha. Ủa chết thái ơi. Nhưng mà bạn Bơ bạn chém nhanh lắm. Nói gì quên mất tiêu rồi. Một phát tỷ nhân bạn chém sao bạn kêu ơ kìa. Đắc là gì ta? Trời, quên rồi, hình như là không có ngồi xong quên hết trơn luôn. Có thấy cử động. Cái lúc đấy là chú đang lau cái mấy cái bình thí nghiệm ấy, xong rồi bạn ấy bị đổ dung dịch. Bạn ấy trượt chân ngã. Ok. Trời ơi, không như mọi người nghĩ đâu, tôi có giết ai đâu. À, ra bạn nghĩ gì đó. Thế là bạn đổ ăn rồi. Mọi người có nghĩ đéo gì đâu, mọi người chỉ ở... ra phòng học. Chú, cái bên bắt qua của bạn Bơ này là có mấy cái lọ dung dịch này. Ok, ok nhá. Tôi chua bằng dung dịch. Chói gì? Giấu con dao đang dính. Ừ, đúng rồi. Con lưng toàn dung dịch nè. Đã thế lần sau còn dắt cái kiếm nữa. Ừ. Chú ơi, chú cứ nói thế. Nói thế. Mất nửa người người ta. Cái gì? Anh cái gì? Đừng. Danh đây bám. Danh số mấy? Từ, danh đây bám Hana cái. Danh số mấy? Ờ, từ từ. Nhớ nữa, từ từ để coi coi. Tại liền không nhớ mà rồi hả? Từ từ để làm nhiệm vụ cái. Dân. Ok. Dân thành nhau. Đứng đây, tôi sợ chú chip băm tôi quá à. Tôi, đấy, qua đây, qua đây. Tôi là thám tử. Thám tử hả? Ồ, được. Ê qua, từ. Ê, chú chip là gì đấy? Ê, nó nghe qua đây. Có sao phải vụ qua cái không đứng ở đây đứng bên kia có người nghe đứng sát đây danh là gì ừ. Ok đi với danh tôi nghe tin danh tôi tin danh tôi tin danh nè rồi sao đi nghe thấy sao ấy tôi vừa thấy đi cùng chú chip Ok. Đây này, ông này nè. Úi, chà nè. Đây nè. Chờ. Cái gì? 2, 3, úi. Tao không đang đếm người thôi, đang đếm người. Đi nhập vào. Đây. Đây nè. Kệ, giết người hàng loạt, chứ đúng người không giết người, cứ gặp người là băm, đỡ cho dịch. Không sao, 40 giây nhanh mà. Lên xong rồi chém dead luôn. Con Death nó vừa đi với tao mà. Thì đúng rồi, thì hắn đang bay giết nhà vậy cho dịch nó. Chứ bây giờ gặp chúng cái đấy là nó target một người nhá, nó bắt mình phải giết con gì con ngỗng đó. Nhưng mà ngỗng nó đi chung thì làm sao mà mới giết được. Có phải băm được thôi, có cơ hội là băm, không nói nhiều. Cứ gặp là băm. Nói gì đi hận đàn bà ơi. Gặp là băm. À, lộ quá. À, lộ quá. Rao này có cái data không ta? Không có đà đà chuột. Vậy là tôi sẽ phát râu kẻ rình mò nhầm kẻ đeo bám để chi bây giờ nếu mà cái câu kẻ giết người hàng loạt thì nó mới đeo bám nó target một người thì tôi sẽ lấy cái người đó để tôi làm và tôi rình mò nhầm kẻ đeo bám chứ. À, cái não chơi game phải có cái não mình phát kẻ đeo bám được tại vì cái con này là con giết người hàng loạt. Con Hana đó là cái gì là vậy em là kẻ đeo bám được cứ fail được cứ vote em.
Mà mình la lên làm gì ta? Bây giờ chạy trong phòng học thì người ta sẽ nói mình chạy trong bóng tối, xong rồi hả đi ngang qua sát không báo này kia, nên là mình sẽ núp. Mình sẽ ngồi đây mình đợi. Nào, cool down xong ra chém tiếp. Cool down 50 giây, đợi cool down lòi họng. Ủa sao nó dừng rồi ta? Sao nó dừng ở nút số 47 rồi? À ra mấy quân. Vậy là thấy tụi mình chui thùng rồi hả ta? Cái cool down này nó lâu thế. Cái xác này là ở trên phòng thí nghiệm, cái chỗ đốt đèn ấy. Mình đang nghi cần cờ nút xác, ai ngờ nó thấy luôn cái xác. Hay là bây giờ mọi người confirm vị trí với nhau đi. Không, bây giờ anh bảo qua ám sát đâu, ra run luôn đi. Ngáo. Ra run, ngáo là gì? Nếu nhớ là con báo đời. Báo đời là con gì? Con báo thù chứ. Báo thù ấy chú. Bắt cơm. Bờ câu, chim bờ câu. Khá, thằng Khá. Bà lá rồi. Cái gì? Hả? Bà lá, Canada. Cà rốt, nhanh, không có thời gian. Cháu Kisu. Cao Suy. Cà rốt, chủ. Cái gì? Đông. Cái gì? Cái đông người gì? Hana. Con là kẻ đeo bám. Mẹ thằng Thanh Danh lúc đấy nó bảo tao ngay từ đầu. Ủa, con báo mọi người con là kẻ đeo bám từ đầu rồi mà. Sao mà con đi làm nhiệm vụ con đeo bám từng người mà. Thanh Danh cũng bảo Thanh Danh là kẻ đeo bám. Tôi nhận đâu kẻ đeo bám với Thanh Danh mà, với cả mọi người mà. Thế thằng leo giết người hàng loạt, bắt đeo bám được đó mọi người ơi. Con giết người hàng loạt, bắt đeo bám được đấy. Ừ, đi ghim con Hana bà. Trời ơi, con với Thanh Danh đổi râu từ đầu mà. Để con ra chém. Nhưng mà bây giờ biết gì không? Ừ, thám tử ba gan thì không lấy sao mình ngu đấy nhờ. Không, nhưng mà không ngu lắm. Tại vì sao? Tại vì á... Ừ, ngu thiệt. Chị ơi, chị Hana. Cái gì? Hana. Em tin chị, cho nên là em khai luôn với chị luôn, em là kẻ rình mò. Em biết chị là kẻ đeo bám mà. Vì ông Thanh Danh có lời cái gì rồi. Ý là tôi lúc đầu á, thời gặp Thanh Danh á, tôi nói với Thanh Danh là tôi là kẻ đeo bám. Thanh Danh kêu tôi phát râu, kêu đổi râu cho nhau, xong Thanh Danh đi làm nhiệm vụ một mình. Thế là tôi mới nhận cho mọi người tôi là kẻ đeo bám mà. Ok, không sao, em là kẻ rình mò, cho nên okay, em tin. Ok. Chị em đi với nhau coi như là lay ghít rồi. Cái ông kia, ông chú kia, ông cứ thập thò ở ngoài kia kìa, ổng là gì nhờ? Em không biết nữa, nãy em khai luôn với chú Chip rồi. Sao chú Chip nhìn được xa thế nhờ? Sao chú Chip đứng xa mà chú Chip nhìn được mình ta? Từ từ em đi qua xem ra nhé. Và thiền tế luôn. Nãy ổng... Tôi vừa mới thấy ổng lấp ló đây, tắt đèn cái ổng mất tiêu rồi. Đây nè. Ui. Chú Chip trong đây nè. Ừ. Quá. Ta chết không vậy? Kìa. Không chuyện gì xảy ra đâu. Không có ai chết hết. Quan chịu. Bây giờ mọi người đi làm nhiệm vụ đi. Thì mẹ sao cái nhiệm bạch nhiệm vụ thì mẹ không mới được có 30%. Nhưng mà nếu chị Hana nhận là kẻ đeo bám thì chị Hana có thể là kẻ giết người hàng loạt. Đột phát.
gì vậy má? Đúng. Tại vì nó có chuyện. Tôi la ghét từ đầu rồi. Chị chứng minh cho má. Công lý giao tôi mà là giết người á, tôi giết Vinh lâu rồi. Chị thương bám hai người được. Nếu mà tôi là kẻ, tôi là giật, tôi giết Vinh lâu rồi. Vinh đi với tôi nãy giờ, tôi có giết Vinh đâu. Bây giờ anh bảo chết được mà, chết được mà. Mình cứ ghim nó vào thôi. Đi làm nhiệm vụ đi, đi cùng. Chết được. Con giết người Hoàng Lạc chỉ ghim một mục tiêu thôi, giờ kêu đi qua một người khác. Chết được. Ba để tôi lo. Cay thế nhở? Lại để tôi lo. Lại để tôi lo. Đúng rồi, trốn thôi chứ sao. Trốn thôi. Thằng để tôi lo là mới nguy hiểm à. Vinh ơi, tự nhiên con hình như nó là dịch hay sao, nó vót tôi hay sao ấy. Em đâu biết đâu, em skip mà. Lúc nãy em skip mà. Bây giờ thế này, chị là kẻ đeo bám thì... Tôi với Vinh đi nấp đi, tôi bây giờ tôi không tin ai hết trơn á. Đấy, thấy chưa? Đấy. Thôi đứng ở đâu vậy? Đứng đi. Mẹ hỏi thật với chị. Chị đeo bám chú yên chị số bao nhiêu ấy? Vinh ơi, tao nói này mày có ấy không không? Tao không, nhưng mà nói thiệt. Không, từ từ. Không, 16. Sao 16 ngay cất cất? Nếu mà giết là tao giết lâu rồi. Tao biết hai rô không có nè. Nãy giờ tao nói tao fake rô, tao fake rô với Thanh Danh mà chả ai tin. Ê, coi như em tin chị đấy, em tin chị rồi, ok. Ê, Vinh ơi, chị bảo này. Rồi, đây rồi, cà rốt đây rồi, trừ một Hana. Chết rồi chứ sống sao được. Hana còn gì chừa cái không Hana? Bây giờ bị ghim quá nên là thôi, chắc giờ tôi giết người tôi giúp vịt thôi chứ giờ sao nữa, giờ bị ghim quá trời rồi. Hết chói. Nói gì đi. Sao thở dài? Thôi. Không phải ở dưới đây. Là sao? Tôi chỉ đứng ở trong ngay phòng kho thôi. Tôi đứng ngay trong phòng kho thôi. Chị đứng ở trong phòng. Hana. Dạ. Người nổi tiếng chết chưa? Người nổi tiếng chết rồi chú ơi. Chết lúc nào? Con không nhớ nữa nhưng mà chết rồi. Chết lúc nào? Con không nhớ nhưng mà con biết là chết rồi. Chết rồi thì mày chết luôn theo người nổi tiếng đi. Nhưng mà em tin.